太天真，承受那光景变得繁行，愿似海般深，占据你一生，沿途离别最后悔恨，同闯过波折苦困，曾交托我的心，但心里竟有某人不敢亲近，谁知你心里幽暗，何会牺牲？你已别去，难再亲近。原谅我的意向，爱得勉强，道路实太漫长，如我可献上，是真敬仰到天上，为何是这样？似海般深，占据你一生，难逃离别最后悔恨。如游离尘埃，仍飘于四海。Đại hội cái bàn lần này, may là có Mạnh Bảo Chủ và Tào Chưởng Môn tới đây. Tài hạ đại diện cho bàn chúng cái bàn, cảm ơn hai vị. Quách phó bàn chủ đã quá khen rồi. Đại hội cái bàn 3 năm một lần là thịnh sự của võ lâm, tài hạ có thể được tham dự, phải vinh hạnh thì mới đúng đó. Đâu có thể nói như vậy. Với địa vị cao trọng như Mạnh Bảo Chủ, là một tiền bối võ lâm có nhiều người kính ngưỡng mà, nhưng mà vẫn tìm thời gian tới đây để dự đại hội. Thật ra cái bàn chúng tôi phải thấy vinh hạnh mới đúng. Hơn nữa Mạnh Bảo Chủ là người khiêm tốn, thật là một bài học cho đám hậu bối võ lâm chúng tôi. Huynh đại đã quá lợi rồi. Phải, Quách phó bàn chủ, tại sao dịch bàn chủ vẫn chưa tới vậy? Bàn chủ chúng tôi lâu nay như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng chúng tôi đã phái người đi kiếm ổng rồi, tin rằng không lâu sẽ có tin tức. Sư phụ à, cái tên dâm tặc này từng có mua đồ bất chánh với sư muội đó. Là hắn, cái không nhận lầm chứ? Hắn có biến thành trò, con cũng nhận ra được mà. Cái tên dâm tặc kia, người dám vô lễ với con gái ta hả? Lý tổng tiêu đầu, có chuyện gì từ từ nói. Tên súc sanh này, thường ngày ta dạy ngươi đi lại trong giang hồ phải có hành vi của trưởng phu, người dám vô lễ với Lý cô nương hả? Người bại hoại thanh danh của Mạnh Gia Bảo là chuyện nhỏ, gây hại danh tiếng của Lý cô nương là chuyện lớn, thiệt là tội không thể tha. Cái chưởng vừa rồi là trừng trị ngươi hành vi bất hiển, dám làm những chuyện vô lễ với Lý cô nương, và cái chưởng này là để trừng phạt ngươi làm bại hoại thanh danh của Mạnh Gia Bảo. Mạnh Bảo Chủ, ông đã phạt hắn một chưởng rồi, chuyện này coi như bỏ qua đi. Lý tổng tiêu đầu, xin bỏ qua cho tại hạ không biết dạy dỗ đệ tử, sẽ một chút đã hại tới con gái của người. Tại hạ thiệt thấy thẹn với anh hùng thiên hạ. Mai là Lý tổng tiêu đầu rộng lượng bỏ qua chuyện này không truy cứu, nhưng mà tại hạ quyết không thể để tên súc sanh này tiếp tục gây hại người ta, hiểu không? Dạ. Lập tức cho người đưa hắn về Mạnh Gia Bảo quản thúc nghiêm ngặt, đợi sau khi đại hội cái bàn ta trở về Mạnh Gia Bảo trừng trị hắn. Dạ bảo chủ. Hay lắm, nay Mạnh Bảo Chủ đại nghĩa diệt thân, xử sự công chánh, là mô phạm của dân giang hồ chúng ta. Bảo Chủ cũng thiệt tình à? Đóng kịch thôi mà, có cần ra tay nặng vậy không? Nếu Bảo Chủ ra tay nặng thì ngươi còn mạng ngồi ở đây hay sao? Ngươi thiệt không có chút lòng thương hại, uổng công chúng ta làm bạn với nhau. Ngươi bậy thiệt, ai không đi phá mà phá quen nữ nhà lành, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ngươi đừng có giả đò thanh cao nha. Tao quyết không tin ngươi là không thích đàn bà. Bảo chủ, bảo chủ, cái tên súc sanh này sẽ một chút để làm hư chuyện lớn của tao, lần này coi như trừng phạt ngươi nhé, lần sau nhớ liệu hồn. Còn có lần sau hả? Dạ.
diễn tuần phải diễn tới cùng. Hiểu không? Dạ. Lập tức giải hắn về Mạnh Gia Bảo. Còn nữa, cái con nha đầu họ Lý cũng dẫn đi chung luôn, để tránh đêm dài lắm mộng. Bảo chủ, nếu mà tôi cũng đi luôn thì ở đây ai làm việc cho ngài? Ngươi phải lập tức dẫn mấy đệ tử và con nha đầu đó rời khỏi chỗ này. Dạ, ban chủ. Ta cảnh cáo ngươi, nếu dọc đường mà con nha đầu đó mất một sợi tóc, ta sẽ hỏi tội ngươi. Coi bộ lần này đại hội cái bang ở Long Môn Động thiệt náo nhiệt lắm. Chúng ta còn chờ gì nữa, đi. Không được, ngươi đi đâu? Đi tìm Đổng Tiếu Thiên cái bọn phản đồ đó thanh toán. Ta đã hứa với Dịch bằng chủ, giúp hắn thanh lý môn hộ. Ngươi đi kiểu này chỉ lùi dê vào hang cọp thôi. Ý của cô là... Hôm đó ở lầu Thiên Hương, cái đám mắt Dịch Đổng Tiếu Thiên chính mắt thấy ngươi đi cứu Dịch bằng chủ. Ngươi nghĩ họ có khâm phục ngươi không? Họ sợ ý như vậy à? Còn nữa, ngươi đã biết âm mưu của họ. Không lẽ họ để mặt ngươi ở đại hội cái bang dạch ra cái chuyện ngươi mưu hại Dịch bằng chủ hay sao? Nói không chừng bây giờ cả Long Môn trấn này đã rải khắp tay mắt rồi. Ngươi đi vô trọng khó mà trở ra được. Mối thù của Dịch bằng chủ nhất định phải trả. Cho dù Long Môn trấn nguy hiểm cỡ nào, ta cũng phải đi. Trong lúc này, ngoài việc có dũng phải có mưu. Mối thù sâu nặng của Dịch bằng chủ ta nhất định phải trả. Nhưng ngươi mạo muội chạy đến đại hội cái bang chỉ chứng Đổng Tiếu Thiên với lại cái đám người đó hại chết Dịch bằng chủ, ngươi nghĩ họ có dám nhận tội hay không? Nếu không thì làm sao? Lần này quan hệ trọng đại, mình phải nghĩ ra một cách vẹn toàn, không thể có sơ hở. Bây giờ lợi cho mình nhất là mình ở bóng tối, họ ở ngoài ánh sáng, cho nên mình phải lợi dụng ưu thế này. Người có còn nhớ không, Dịch bằng chủ có nói người mà hắn tín nhiệm nhất là... Cô nói là Quách Chánh hả? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không lên tiếng? Nổi màu, lại đánh các người tới như vậy? Là lỗi trưởng lão. Và mong trưởng lão cũng phải tình y. Khi không tại sao đánh các người? Hồi sáng ở ngoài phố, chúng tôi thấy họ ăn uống và quậy phá. Chúng tôi lý luận với họ. Ai ngờ họ ý đông hiếp ít, đánh chúng tôi. Thiệt là tức chết. Lại là bọn họ. Còn nữa, họ còn phao tin đồn nhảm, nói ban chủ tới giờ chưa có lộ mặt. Là gì đã xảy ra chuyện? Bây giờ tất cả anh em trong lòng đều hoảng hốt. Có chuyện này hay sao? Mẩm phó ban chủ, Đổng phó ban chủ đã tới. Ý, ai mà to gan vậy, dám chọc tức phó ban chủ? Đừng giở trò trước mặt của ta. Đệ tử phái tình y các ngươi làm cái gì? Ngươi phải biết rõ chứ. Ồ, ngươi mới nói là sáng nay phái tình y của ta có tranh chấp nhỏ với phái ô y của ngươi hả? Tranh chấp nhỏ? Đệ tử phái tình y các người ra gây chuyện ở ngoài phố, ăn uống hả hê. Coi bộ là Đổng phó ban chủ có lòng dung túng cho bọn họ. Ngươi đừng có nói là dung túng. Nhưng mà trong quy luật của cái bang đâu có điều lệ nào nói là đệ tử cái bang không thể ăn uống no nê mà chỉ ăn đồ dư thừa. Có đúng hay không? Huống chi đại hội cái bang sắp tới, các huynh đệ ít khi được tụ tập lại mà, nên cởi mở, nên ăn mừng, như vậy mới đúng chứ. Được, chuyện này ta không chấp nhất với người. Nhưng đệ tử của người phao tin đồn nhảm, nói ban chủ sẽ ra chuyện, thực ra là có mưu đồ gì? Phó ban chủ đã nặng lời rồi. Lời đồn tiêu tán trước kẻ thông minh. Về mặt này người phải hiểu mà. Có nghĩa là người không phủ nhận? Làm người thì không nên xử sự tình cảm, chuyện gì cũng phải xử lạc quan một chút. Quách phó ban chủ, ngươi nghĩ đi. Đại hội cái bang sắp tới rồi, nhưng mà ban chủ vẫn chưa có hành tung. Ngươi không thấy là có vấn đề gì hả? Ngươi nói như vậy lý gì? Ta nghĩ là vậy, lời đồn có khi thiệt. Nếu ngày mai ban chủ không lộ diện, như vậy chúng ta có nên chuẩn bị gì không? Ngươi nói gì đây? Nước thì không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày không chủ. Tới ngày hội thì cái bang của mình như là rồng không đầu. Vậy thì khiến cho đệ tử trong bang gây hoảng hốt. Ta nghĩ như vậy sẽ gây sự bất lợi cho cái bang. Có bộ là Đổng phó ban chủ đã có chuẩn bị hẳn hồi. Chúng ta làm phó ban chủ phải biết nhiệm vụ của mình mà. Huống chi ta làm như vậy cũng chỉ vì nghĩ cho đại cuộc thôi. Nghĩ cho đại cuộc cái bang hay là nghĩ cho bản thân của người đây? Quách phó ban chủ mà nói vậy thì ta cũng hết cách. Nhưng mà nếu như ta nói đúng, ban chủ đã xảy ra chuyện, chừng đó chức ban chủ của cái bang, ngươi nghĩ coi, là do ngươi nhậm hay là do ta nhậm, điều đó chưa có ai biết đâu. Ta nói vậy có đúng không? Lẽ đương nhiên ta cũng không muốn ban chủ bị gì. Nếu chừng đó ban chủ xuất hiện thì là hết chuyện. Quách
Quách phó ban chủ à, có người đưa thơ cho ngươi. Đã đưa thư mời ta tới, tại sao còn không hiện thân? Kim thể gì? Đã cũ cùng pháp, đã cũ cùng ở đây, thấy cùng như thấy ban chủ. Quách Chánh cũng không quỳ xuống. Dịch ban chủ quả nhiên không có nhìn lầm người. Đã xảy ra chuyện gì đây? Tại sao đã cũ cùng ở trong tay của người? Còn nữa, ban chủ của chúng tôi ở đâu? Vừa rồi đã mạo phạm, xin quách phó ban chủ tha thứ. Không sai, nếu không phải chuyện quan hệ trọng đại, vì bất đắc dĩ chúng ta mới dùng tới hạ sách này. Quan hệ trọng đại? Vì bất đắc dĩ? Không lẽ ban chủ chúng tôi xảy ra chuyện? Dịch ban chủ đã bị kẻ gian hãm hại và đã qua đời. Cái gì? Ban chủ đã qua đời? Thiệt là tức quá đi. Động Tiếu Thiền, tại sao phải giết ban chủ? Tại sao? Thật ra chúng tôi muốn mời quách phó ban chủ ra đây là muốn cùng chúng ta có một phương pháp để đối phó với đám phản đồ này. Thù của ban chủ bất cộng đái thiên. Không giết Động Tiếu Thiền và đám phản đồ này, ta thề không làm người. Quách phó ban chủ, đã của cô này là tín vật của quý ban, bây giờ ta trao lại cho ngươi. Ấy, vậy đâu có được. Đã cổ cồn là ban chủ khi làm chung đích thân giao lại cho ngươi. Dịch ban chủ khi làm chung, tại vì bên cạnh không có đệ tử cái bang, cho nên bất đắc dĩ mới ủy thác đã cổ cồn cho ta mà thôi. Bây giờ đã gặp được quách phó ban chủ thì phải trả lại cho ngươi chứ. Kim thiếu hiệp, nay ban chủ đem đã cổ cồn và đã cổ cồn pháp truyền lại cho ngươi, vậy có nghĩa là ngươi là ban chủ mới của cái bang chúng tôi. Nếu không phải cái chuyện này chưa được đại hội cái bang xác nhận, ta đã kêu ngươi là ban chủ rồi. Cái chức ban chủ cái bang ta thiệt là không dám. Kim thiếu hiệp, ngươi đã quá khiêm tốn. Tại hạ tin rằng ban chủ quyết không có nhìn lầm người. Kim thiếu hiệp, ngươi hiệp cốt nhân tâm, võ công cái thế, làm ban chủ của chúng tôi là thích hợp nhất. Cả quách phó ban chủ cũng nói vậy, coi bộ chức ban chủ cái bang ngươi khó mà từ chối. Kim thiếu hiệp, từ nay tổng dòng của cái bang là phải coi dòng ngươi. Quách phó ban chủ, ngươi đi đâu? Ta phải kiếm tên gian tặc Động Tiếu Thiền để mà thanh toán món nợ máu. Ngươi không thể đi. Động Tiếu Thiền dám mưu hại tới Dịch ban chủ thì hắn vẫn còn có âm mưu. Ngươi mạo muội đi tới đó, không những không trả thù được cho Dịch ban chủ, mà còn hy sinh cả tánh mạng, lọt vào cạm bẫy của họ. Theo lệ của đường nói như vậy, không lẽ cô có cách khá hơn? Ta muốn lợi dụng thân phận của ngươi, đưa hắn trà trộn vào đại hội cái bang. Chuyện này không thành vấn đề. Chỉ cần các ngươi làm theo kế hoạch của ta, chừng đó có thể đem đám phản đồ Động Tiếu Thiền tiêu diệt sạch, trả thù rửa hận cho Dịch băng chủ. Vì tuyệt đối không thể tiết lộ kế hoạch của lần này, người phải nhớ sau khi trà trộn vào Long Môn Trấn, ngoài quách phó băng chủ không thể gặp bất cứ ai, kể cả Cốc cô nương. Tại sao Cốc cô nương cũng không thể gặp? Ta sợ ngươi vì tư tình nam nữ mà làm hư chuyện lớn. Miễn là chuyện của lần này không thể tiết lộ một chút manh mối, nếu không không thể trả thù cho Dịch băng chủ, ngươi đừng trách ta. Lệ cô nương nói như vậy cũng không phải là vô lý, không thể có sơ hở. Kim thiếu hiệp, ngươi phải cẩn thận một chút. Còn cô không cùng chúng tôi đi Long Môn Trấn hay sao? Ta còn có chuyện phải làm. Miễn là trên đại hội cái bang, ta sẽ hội họp với hai người. Người hãy nhớ, đừng bao giờ gặp Cấp cô nương, có biết không? Thánh Nam tham kiến chủ công. Người cầu kiến gấp gáp là vì chuyện gì? Thánh Nam hành thích Trịnh Trọng Mậu đã bị thất bại, xin chủ công tha mạng. Tiện nữ xin lấy công để chuộc tội. Lấy công chuộc tội? Tin rằng lần trước ở Lầu Thiên Hương, Kim Thế Di đột nhiên xuất hiện, khiến ta trở tay không kịp. Trong lúc khẩn cấp, ta để hắn cứu đi Trịnh Trọng Mậu. Nhưng sau đó ta có đuổi theo và chứng thực được Dịch Trọng Mậu phát độc mà chết. Đương nhiên, để trúng thất tuyệt đoạn trường tán của ta, không có ai sống sót qua 7 ngày đâu. Chủ công anh minh,
Kim Thế Di làm hư chuyện lớn của ta, nhất định phải chết thôi. Khẩn xin chủ công cho Thánh Nam trà trộn vào đại hội cái băng, hành thích người này lấy công chủ tội. Về đại hội cái băng, ta đã an bài rồi, khỏi cần phải bận tâm. Muốn giết Kim Thế Di, người chỉ cần mai phục ngoài trấn, nhìn thấy người này cứ giết thẳng tay. Dạ chủ công. Người phải nhớ kỹ, lần này đừng có khiến cho ta thất vọng nữa. Thánh Nam xin rõ. Là người? Cái tên Giang Nam này ngủ tới trời dậy vẫn không thức, đã biết hôm nay là đại hội cái bang thì quá đáng. Giang Nam, hắn đi đâu rồi? Tiểu nhị, xin hỏi có thấy người khách trong phòng này không? Không thấy. Hồi sáng ta thức dậy đã thấy cửa phòng không có đóng. Vào đi. Bảo chủ, tất cả những thuộc hạ đã xuất phát đến Long Môn Thạch Động rồi, chúng ta còn phải xuất phát. Chứ nhưng mà người mà chúng ta phái đi cũng kiếm không ra hành tung của Dịch Trọng Mậu. Ta lo lỡ trên đại hội cái bang có thể biến quá khó lường. Về mặt này ngươi cứ yên tâm đi, một người đã chết rồi, làm sao có thể trở về để dự đại hội cái bang chứ. Các vị anh em cái bang, xin đi lặng chút đi. Hôm nay là ngày đại hội cái bang của chúng ta, theo thường lệ là phải do ban chủ đích thân chủ tọa. Nhưng mà bây giờ đã quá giờ ngọ, ban chủ vẫn chưa có xuất hiện. Theo như vậy, có lẽ là có nội tình. Có chuyện gì hay không đó? Có phải hay không vậy? Đúng rồi, đồn lâu lắm rồi. Tin là mấy ngày nay các ngươi cũng đã nghe lời đồn, nghe nói dịch ban chủ của chúng ta đã xảy ra chuyện. Bây giờ có bộ lời đồn này chưa chắc là bị chuyện đâu. Như vậy không đó. Đồng Tiểu Thiền, người cứ phao tin đồn nhảm, số bệnh quân đệ trong bang khiến cho lòng dân quảng hốt. Thật ra người có mưu đồ gì đây? Quách Chánh, người nói ta phao tin, nhưng mà ta nghĩ người có dụng tâm khác thì đúng hơn, muốn che đậy tin của ban chủ bị hại. Có chuyện này hay sao? Hai vị phó ban chủ xin bình tĩnh lại. Đúng vậy, vì vị phó ban chủ cứ tranh chấp như thế này, đối với cái bang của chúng ta thật sự không ích lợi gì. Không biết hai vị trưởng lão có cao kiến gì đây? Chúng tôi biết theo lệ thường thì cái chức ban chủ cách đây 3 năm trong đại hội cái bang là do tất cả những trưởng lão bầu ra người mới. Kẻ có tài dĩ nhiên là có thể liên nhậm tiếp tục. Nhưng mà bây giờ dịch ban chủ chưa biết sống chết, là không biết hành tung, và chúng ta không thể chờ mãi như vậy. Cho nên theo ý của tại hạ, chúng ta chọn ban chủ mới trước để mà thay thế. Đề nghị của lỗ trưởng lão ta cũng rất đồng ý. Không biết như vị ban chủ này có ý kiến gì? Tầm bậy, hai người cả gan dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo. Các người nói như vậy là nói ban chủ chết rồi hả? Vậy chúng tôi không có ý này, chỉ có điều là ngày nào ban chủ còn chưa xuất hiện thì cái chức ban chủ cứ để trống hay sao? Người, các vị
xin nghe tại hạ nói vài lời công đạo nha. Chúng ta cũng đã từng thấy, cho tới bây giờ dịch ban chủ cũng không xuất hiện trong đại hội cái bàn. Đó là sự thật. Bây giờ dịch ban chủ chưa biết sống chết thế nào. Có điều là nước không thể một ngày không có vua, cái bàn không thể một ngày không có ban chủ. Theo ý kiến của tại hạ, các vị cứ tạm thời chọn ra một ban chủ để tạm xử lý mọi việc trong cái bàn. Sau này khi mà dịch ban chủ trở về, trả lại quyền chức cũ cho hắn. Và nếu ban chủ không gặp may giống như lời đồn, ta nghĩ không nên để cho cái bang bị hỗn loạn. Không biết các vị thấy đề nghị của tại hạ thế nào? Tốt! Tốt! Chưa biết Lý Tổng Tiêu Đầu và Lý Phu Nhân, Tào Chưởng Môn, các người nghĩ sao? Đây cũng là một cách, trong khi không còn cách khác. Mạnh bảo chủ nó cũng có lý. Ta tuyệt đối tôn trọng chọn lựa của đệ tử cái bang. Tốt! Nếu như các vị không có ý kiến, vậy thì chiếu theo quy điều của cái bàn. Ban chủ vắng mặt thì sẽ có hai vị phó ban chủ chọn ra một người để mà gánh vác. Công chánh nhất là hãy để cho đệ tử của cái bàn chọn ra đi, vậy sẽ công bằng. Nếu các vị chọn Quách Chánh, Quách phó ban chủ nhậm chức ban chủ của cái bàn, thì xin các vị hãy hô lớn tiếng: Quách phó ban chủ! 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 Nếu các vị muốn chọn Đổng Tiếu Thiền, Đổng phó ban chủ làm ban chủ cái bàn mới của các vị, thì hãy hô lớn: Đổng phó ban chủ! 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 Như vậy đã biết Đổng phó ban chủ được lòng của đệ tử hơn. Vậy thì bây giờ tại hạ mạn phép tuyên bố vị ban chủ mới này chính là Đổng Tiếu Thiền. Đổng Tiếu Thiền vốn không có tư cách làm ban chủ cái bàn. Ta bị với cái gì người nói ta không đủ tư cách làm ban chủ? Đổng Tiếu Thiền người lòng lang dạ sói, tiểu nhân bị ổi, câu kết với triều đình, mưu hại ban chủ. Chỉ là trong những tội này, ngươi đã không có tư cách làm ban chủ. Thật ra ngươi là ai? Tại sao bị chuyện nói xấu ta? Ngươi là ai? Kim đại ca. Đổng Tiếu Thiền, với hành vi của người tưởng là ta không biết hay sao? Khi nãy ta chỉ làm bộ làm thinh thôi, để cho người lộ ra bộ mặt thật của người, và tất cả huynh đệ trong bang nhìn rõ con người của người. Tất cả nghe đây, Đổng Tiếu Thiền liên kết với Lễ Mông hai vị trưởng lão, cấu kết triều đình phản bội cái bang. Trước đây ở lầu Thiên Hương ở Lạc Dương, các người đã âm mưu đầu độc ban chủ, cũng may là gặp được Kim Thế Nhi ra tay cứu giúp. Chỉ tiếc là ban chủ trúng độc quá nặng, trước khi lâm chung đã truyền lại ngôi vị cho Kim Thế Nhi thiếu hiệp. Đổng Tiếu Thiền, hôm nay ta phải trả thù rửa hận cho ban chủ. Tầm bậy, vốn không có chuyện này. Kim Thế Gì, ngươi nói là trước khi chết ban chủ đã truyền ngôi cho ngươi, ngươi có bằng chứng gì đây? Chứng cứ ở đây. Đổng Tiếu Thiền, nhìn thấy đã cổ côn cũng không quỳ xuống. Ta hiểu rồi, các ngươi đã hại chết ban chủ, rồi giật đã cổ côn thì lực tức quá. Đổng Tiếu Thiền, nếu không vì vạch ra âm mưu của ngươi thì ta đã lấy mạng của ngươi rồi. Ngươi còn gì muốn nói? Ngươi làm như vậy có vẻ không công đạo cho lắm. Chỉ với lời phiến diện của ngươi không bằng chứng gì hết, khó mà khiến chúng tôi tin chuyện của ngươi nói là Đổng phó ban chủ đã giết chết dịch ban chủ. Tao có thể làm chứng. Hôm xưa ở phường Bạc Cát Tường, bạn của ta là Giang Nam chính mắt nhìn thấy Đổng Tiếu Thiền và Lỗ Mông hai vị trưởng lão, thêm vào vị pháp hòa thượng, mấy người này đã bày mưu ở lầu Thiên Hương ở Lạc Dương ám sát dịch ban chủ. Cốc cô nương, vừa rồi cô nói là người bạn của cô tên là Giang Nam chính mắt nhìn thấy chúng tôi đã bày mưu giết chết dịch ban chủ. Không sai,
Vậy thì xin hỏi cô, bây giờ Giang Nam đang ở đâu? Ta không biết bây giờ hắn ở đâu. Không biết hắn ở đâu? Theo ta nghĩ, hắn sợ không dám ra đối chất thôi. Khoan đã, ta còn một nhân chứng. Các huynh đệ cái bang, đồng đạo võ lâm, ta có chuyện đến trễ bắt các vị phải chờ lâu, thành thật xin lỗi nha. Đổng Tiểu Thiên, ngươi thiệt là phản bội Lòng Lang Dạ Thú, dám cấu kết với Ưng Khuyển của triều đình, muốn giết chết ta hả? Cũng may là số ta lớn đó, bây giờ trở về đây thanh toán món nợ này. Phải, ta dám làm thì dám nhận, tất cả do ta làm, rồi sao? Nhưng mà ta làm như vậy cũng là do người ép ta. Ngươi nói chuyện thiệt là bị ổi, ngươi hạ độc trong rượu của ta cũng là ta ép ngươi sao? Ta đâu có nói sai. Bao nhiêu năm nay người vốn không có tài lãnh đạo, ta thì không hiểu tại sao chúng ta không giống như những bang phái khác có thể làm việc lớn và có thể kiếm được nhiều tiền. Người ham tiền bạc và vinh hoa phú quý như vậy, tốt hơn đi mở lầu xanh cho sòng bạc đi, không cần phải giết ta mà. Chỉ tiếc là lúc đó ta không chịu thẳng tay hạ độc, bỏ nhiều độc chút để ngươi không còn mang trở về. Đồng Tiểu Thiên, người rốt cuộc đích miệng thừa nhận là người giết chết bang chủ. Phải, ta giết bang chủ rồi sao, làm gì ta? Uổng công người thông minh nhất thời, người quên hôm xưa Diệp Pháp đã nói với người rồi sao? Thuốc độc của hắn cho người, thiên hạ này không có thuốc giải. Người là? Mở cặp mắt lớn của người, coi ta là ai. Đổng Tiểu Thiên, không ngờ ta giả nhân vật lớn thì cũng giống như vậy ha. Như vậy Dịch Băng Chủ, Dịch Băng Chủ đã bị Đổng Tiểu Thiên đánh lén và đã qua đời. Không sai, vừa rồi ta và Kim Thiếu Hiệp đã bày ra cuộc diện này để cho Đổng Tiểu Thiên tự khai ra hết. Các ngươi giỏi lắm. Hôm nay ta bị thất bại, ta không còn gì để nói. Nè, cầm giùm ta. Ta không thoát thì ngươi cũng phải chết. Kim đại ca, ta ở đây. Đừng kêu nữa, nếu không ta không nể mặt đâu. Đừng vô bển. Tại sao? Cây cậu bên kia là cấm địa cái bàn của chúng tôi. Mặc kệ là cấm địa gì đi, cứu người quan trọng hơn. Đổng Tiểu Thiên đã bắt cóc cô nương qua bển. Đây là bàn quyền cái bàn chúng tôi, chỉ có bàn chủ cái bàn mới có thể qua bển. Nếu như người nào bước qua thì sẽ bị xử bằng bàn quỳ. Vậy lấy gì đây? Chúng ta đứng ở chỗ này để cho tên phản đồ tự bước ra đầu hàng hay sao? Quách phó bàn chủ, vừa rồi ngươi nói chỉ có bàn chủ cái bàn mới đi vào cấm địa hả? Không sai. Ngươi cũng từng nói đá của cùng này là tính vật đời đời của bàn chủ phải không? Phải. Dịch bàn chủ khi làm chung đã truyền đá của cùng và đã cổ cùng pháp cho ta. Nói khác đi, ta là bàn chủ đời này, ta có thể qua chứ? Tuy là như vậy nhưng mà cứu người quan trọng. Các ngươi ở đây chờ ta. Sư phụ con. Nè, mình thiệt đứng ở đây chờ hả? Hết cách thôi, chúng ta chỉ đành chờ cô ra sau. Cốc cô nương, cốc cô nương. Kim đại ca. Cốc cô nương, cốc cô nương. Đừng trái. Kim Thiếu Hiệp, đừng qua đây nha. Đồng Tiểu Thiên, ngươi đã hết đường rồi,
Tao khuyên ngươi hãy thả cốc của nương và đầu hàng đi. Bắt ta thả cổ hả? Đừng có hòng. Ta khuyên ngươi hãy thả ta đi. Nếu như không, đừng có trách ta ra tay độc ác. Ngừng tay. Chỉ cần ngươi không ra tay hại cốc của nương thì ta hứa cho ngươi đi. Ta đâu có biết ngươi nuốt lời không hay là gì. Ngươi tự làm đứt kinh mạch của mình đi. Cái gì? Sao đây? Không chịu hả? Ta còn tưởng ngươi có tình cảm lắm chứ. Kim đại ca, đừng có tin hắn. Con nhà đầu, đừng nói bậy nha. Nếu ngươi không tự làm đứt tam chiêu kinh, ta sẽ bẻ gãy cổ nó. Đừng nha. Cốc cô nương, không sao chứ? Không sao. Kim thiếu gì? Đương giỏi thì giết ta đi. Cái tên gian tặc này hại chết dịch bằng chủ. Ta sẽ trao người cho cái bàn để công thẩm, để họ quyết định sống chết của người. Kim đại ca, bỏ mặt hắn đi, chúng ta tìm lối thoát. Chúng ta đi tìm. Ta không chờ nữa. Sư phụ con qua bệnh mấy lâu vẫn chưa ra. Ta qua kiếm hắn. Giang Lâm à, đã nói là không thể qua. Bên đó là cấm địa. Cấm địa cái bàn thôi. Ngoài bàn chủ cái bàn ra, ai đi vô phải xử bằng ban quy, có phải không đây? Người biết thì được rồi. Đó là chuyện cái bàn các người. Ta không phải đệ tử cái bàn, không cần những quy củ. Ta qua kiếm hắn. Giang Lâm, ban quy không thể trái. Đừng có ép ta ra tay. Sao hủ lộ quá vậy? Đúng là quốc của quốc pháp, ban của ban quy. Cái bàn đã định ra quy lệ này thì nhất định có nguyên nhân. Chúng ta là người ngoài, cần phải tôn trọng mới được. Đúng vậy, chúng ta hãy bình tĩnh bàn thảo đối sách, nhất định sẽ tìm được giải pháp. Phải rồi, võ công thấp hèn của người qua tới bển chỉ làm hư chuyện, bị thất bại mà thôi. Quy củ là do người định ra mà. Đã biết là sư phụ con gặp nguy hiểm mà cũng không qua cứu. Tại người chưa biết thôi, cấm địa này ngoài ban chủ ra những người khác không thể vô được, cho nên tình trạng trong đó không ai biết ra sao. Mấy năm trước có một đệ tử đi lộn vào cấm địa, có đi mà vẫn không về, biệt tâm biệt tích. Chúng ta chờ đây không phải là cách đâu. Trời đã tối rồi. Hay là như vậy, mời các vị về tổng đàn trước. Có tin tức gì ta thông báo với các vị. Ồ, thiệt hay quá, ta cũng đói bụng quá trời. Đúng, chúng ta đi ăn đồ đi. Các người tự ăn đi, ta phải chờ sư phụ con ra. Chúng ta tìm lâu rồi vẫn không tìm ra lối thoát, phải làm sao đây? Xin lỗi cốc cô nương. Sao ngươi lại nói xin lỗi với ta? Nếu không phải ta sơ ý nhất thời thì cũng không có bị Động Tiểu Thiên bắt đi. Như vậy thì không có đến bí động này, cũng là ta liên lụy cô thôi. Kim đại ca, đừng có nói như vậy. Thật ra là ta liên lụy tới ngươi. Nếu như ta không bị Động Tiểu Thiên bắt giữ thì ngươi cũng không đi theo vào bí động để cứu ta. Sao ngươi dại dột như vậy? Phải đi theo cứu ta chứ. Cô đang bị nguy hiểm đó mà. Ta đâu thể thấy chết không cứu. Cảm ơn Kim đại ca. Chiều qua có được người bạn như là Kim đại ca, cho dù đời này kiếp này, chiều qua không rời được bí động này, chiều qua chết cũng không tiếc. Cốc cô nương à, yên tâm đi, ta sẽ dẫn cô ra khỏi nơi này. Cho dù mai này có nguy hiểm gì, ta cũng sẽ ở cạnh cô bảo vệ cho cô. Thiệt hả? Ừ. Kim đại ca, vậy từ nay đừng kêu ta là cốc cô nương nữa, hãy kêu ta là Chi Qua. Được, ta kêu cô là Chi Qua,
thì cô được kêu ta là Kim đại ca. Kêu tên ta đi. Anh thấy gì? À phải, ta nghe Quách phó ban chủ có nói cấm địa này chỉ có ban chủ cái bang các đời đi vào. Nếu như mà đúng như vậy thì nhất định có cách trở ra mà. Theo anh thấy gì nói như vậy, trong này nhất định là có lối thoát, sẽ có cửa mở ra, chỉ là chúng ta chưa kiếm ra được thôi. Đúng vậy, chúng ta kiếm thử đi. Chị Hoa coi nè, có gió, nghĩa là có lối thoát. Chúng ta kiếm tiếp. Chị Hoa coi kìa, chỗ này có một khe đá. Mồ mã Hồng Thất Công của cái bang. Hồng Thất Công? Lúc đó em có nghe sư phụ nói qua Hồng Thất Công là bang chủ của cái bang năm xưa. Tại sao lại trông ở đây vậy? Ý, sao trong gáo có nhiều nước quá? Nước từ trên đó nhỏ xuống. Ấy có chữ. Nếu là bang chủ của cái bang thì phải quỳ xuống khấu đầu trước bia của Hồng Thất Công này, uống nước để tỏ kính nể. Tại sao lại có quy củ này? Cô cầm đi. Anh thấy gì? Cô quên rồi sao? Ta là ban chủ của cái bang mà. Thế gì? Coi nè, có cái hộp. Lạ thiệt. Cái gì? Cái tấm địa đồ này giống như cái của Lệ cô nương. Thiệt lạ quá. Anh thấy gì? Còn có một lá thư, đọc thử đi. Chuyện mùng sư tỷ, em đi lấy nước. Được. Bảo chủ à, ta thật là không hiểu tại sao chúng ta không xông vào cấm địa mà phải ở chỗ này chờ tin. Ta đương nhiên có lý do của ta. Cấm địa của cái bang lâu nay chỉ có ban chủ của cái bang mới đi vào được. Theo ta nghĩ nhất định là có bí mật trọng đại. Không lẽ là cái bí mật này, nếu ta đoán không sai, nó có liên quan tới bí cấp võ học của Kiều Bắc Ninh. Cho nên ngươi không muốn những người khác đi vào cấm địa là không muốn biết bí mật ở trong đó. Chúng ta cứ tạm thời ở đây chờ coi kết quả, để coi Kim Thế Di khi trở ra có phát hiện được bí cấp gì không, chừng đó rồi mới tính. Tào chữ ngôn, có đói không vậy? Ta không ngon miệng, không muốn ăn gì hết. Không ngon miệng? Thế chỗ nào không khỏe gì? Người muốn ta không khỏe sao? Không phải, không phải. Ta không phải là ý này. Ta chỉ lo đụng tới thai khí mà thôi. Cái gì khí? Chuyện môn sư tỷ nước tới nè. Đúng rồi, đúng rồi. Uống thêm đồ nóng đi, đừng bao giờ uống đồ lạnh nha. Cơ đại hiệp, người cũng rảnh rỗi lắm chứ. Ta về trước. Rảnh rồi thì sắp tập tam thái bảo cho trưởng môn uống đi. Cái gì thái bảo? Giang huynh, Giang huynh, ngươi về rồi hả? Có tin gì mới không? Các vị tiền bối võ lâm, tin mới nhất chính là tới bây giờ vẫn không có tin tức gì hết. Ta bây giờ trở về là muốn ăn một chút đồ và nghỉ một chút, một lát mới ra chờ tiếp. Vậy là Kim huynh và góc cô nương chưa có ra. Nếu như bọn họ ra, ta đâu cần về đây ăn đồ. Các vị bắt phải chờ lâu. Thành thật xin lỗi nha. Chỗ này có bánh bao mới làm, mời các vị hãy dùng đi. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Tào chữ ngôn, ăn chút đồ đi. Ta đã nói là không ngon miệng mà. Bây giờ thì không ngon miệng,
nhưng một lát nữa muốn ăn thì sao? Để một lát nữa muốn ăn thì có ngay mà. Vậy được, theo ngươi. Người lớn không ăn, nhưng mà con nít cũng phải ăn chứ. Ngươi nói cái gì đây? Không, ta không quấy rầy cô. Thiệt là quỷ quái, không biết hắn muốn cái gì. Là cô hả? Có chuyện gì? Nè 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 nè, lén lúc như vậy lôi tao qua đây có chuyện gì? Còn giả làm ăn xin nữa. Tao có lý do của tao, người mà kệ đi. Có lý do thì nói mau. Người đừng có lo ăn, nghe tao nói nè. Vậy thì nói mau, tao còn phải trở về cây cầu treo để chờ sư phụ nữa. Chính là tao muốn người nghĩ cách dụ đi cái đám dân đó, rồi để tao vô cấm địa cứu họ sao? Cô cũng vô cấm địa? Chi Qua, chúng ta đã ngủ lâu rồi. Hai người tự nhiên ngủ đương nhiên là thoải mái rồi. Chỉ tội cho ta, mấy lâu vẫn bị điểm quyệt không thể cùng cửa được. Người đừng có nói bậy. Ta đâu có nói sai. Cô thì đỡ rồi, có người cho cô dựa để ngủ, còn ta phải dựa vào đó. Người còn nói. Mặc kệ hắn, chúng ta mau đi tìm con chốt nào, mở cửa ra trước rồi tính. Nhưng mà chúng ta tìm nãy giờ vẫn tìm không ra. Phải, hầu như các lỗ các khe đều đã tìm hết rồi, đâu thể nào tìm không ra. Còn một chỗ chưa có coi. Chỗ nào? Ngươi muốn làm gì? Quay. Ê. Thank you.